Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Phật nói có thể kéo dài tuổi thọ đến phần kiếp còn lại. Con cũng được nghe một vị sư nói nếu muốn Phật có thể kéo dài tuổi thọ ngang với quả địa cầu. Vậy nếu kéo dài tuổi thọ như vậy thì chánh pháp sẽ tồn tại rất lâu, thì có trái với lời nói ban đầu là tuổi thọ chánh pháp 1.000 năm, 10.000 năm xuất hiện tỳ kheo xuống 5.000 năm. Sau 5.000 năm có phải đạo Phật sẽ biến mất hoàn toàn hay không? Cái thời gian mà tuổi thọ của chánh pháp đó nó tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn ha, cho nên là Đức Phật thọ bao lâu thì nó tính tới cái thời điểm đó, tính tới thời điểm mà Đức Phật nhập Niết Bàn á thì nó tính cho tới lúc đó. Cho nên giả sử như mà Phật có thọ hết cái tuổi thọ quả địa cầu đi nữa thì nó cũng tính là cho tới lúc khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Và nhiều vị đó thì vì các vị nghiêng về cái cấp bá là cái tuổi thọ của một kiếp á, là cái kiếp của loài người, có nghĩa là Đức Phật sẽ thọ hết cái tuổi thọ của loài người, có thể là 100 tuổi chứ không phải là tuổi thọ của quả địa cầu. Ở đây thì nó có hai cái tranh luận, một cái đó là tuổi thọ của quả địa cầu, một cái là tuổi thọ của loài người. Thì nhiều vị sư nghiêng về cái giả thuyết là tuổi thọ của loài người hơn, bởi vì như vậy có vẻ hợp lý hơn là tuổi thọ của quả địa cầu. Và nói gì thì nói thì cái sự tính toán thời gian tồn tại của chánh pháp là tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn ha. Và sau 5.000 năm có phải đạo Phật sẽ biến mất hoàn toàn hay không thì đúng như vậy. Nhưng mà cái sự biến mất hoàn toàn sau 5.000 năm này đó, nó không phải là con số cố định, mà nó còn tùy thuộc vào chuyện chúng ta có tu tập hay không, hay là chúng ta ăn chơi sa đọa. Nếu như chúng ta nỗ lực tu tập á, thì họa chăng có thể kéo dài được chánh pháp cho tới 5.000 năm. Còn cái kiểu mà chúng ta hoang phí đó, có nghĩa là chúng ta không có tu tập gì hết, chúng ta mượn đạo tạo đời đó, hoàn toàn không có tu tập, thì cái con số 5.000 năm này dựa theo Milinda Banha, có nghĩa là mi tiên vấn đáp đó, thì con số 5.000 này có thể giảm xuống nữa, chứ không phải là chỉ có đúng 5.000 này không. Và sự biến mất hoàn toàn như thế nào là hồi nãy sư nói rồi, có nghĩa là người ta không còn biết gì đến đạo Phật nữa,